Raman Sơn Nhi, chuyên thiết kế và cắt may tất cả các mẫu rèm sự kiện, rạp cưới, mẫu mới nhất, đẹp nhất. Hôm nay Raman Sơn Nhi mới may xong cho một nhà hàng, gia chánh tiệc cưới, trung tâm tổ chức tiệc cưới, một nhà rạp với một tông rèm sự kiện, rạp cưới, khăn rải bàn, bọc ghế, combo với tông màu xanh. Một tông màu xanh rất là dễ thương luôn. Em xin phép quay cho cả nhà xem ha. Đây, đây là cái thả bên em, thả kết hợp với cái bèo, thả màu xanh kết hợp với cái bèo màu trắng. Rất là xinh nha cả nhà mình. Đây là cái bèo màu xanh kết hợp với màu trắng nè. Đây, còn đây là cũng là mẫu bọc ghế nè. Đây cũng mẫu bọc ghế bên em, đây là ghế ngồi nha cả nhà mình. Bọc ghế bên em hai mẫu nè. Khăn trải bàn họ của em nè, cả nhà mình, mẫu mây nè. Kết hợp cái ren khăn bàn cũng màu xanh nè, mây cũng màu xanh nha cả nhà mình ơi. Đây là cái mây của bên em cắt nè ha, mây cả nhà nhìn thấy lung linh. Đây là cái mây màu xanh nè, khăn trải bàn cũng màu xanh, và đây là khăn bàn họ cũng nền màu xanh, em kết hợp với cái tông màu trắng, bèo màu trắng để cho cái bọc ghế lên, khăn trải bàn lên cho nó đẹp. Đây cả nhà nhìn thấy cái bọc ghế bên em đẹp chưa, quá chắc chắn đúng không ạ, quá xinh đúng không ạ. Khăn trải bàn đây, cả nhà nhìn thấy đây là mẫu ghế họ, mẫu ghế họ bên em này. Các trung tâm tổ chức tiệc cưới, các nhà hàng gia chánh tiệc cưới có nhu cầu muốn may khăn trải bàn đẹp, bọc ghế đẹp, xin hãy alo cho Rèm Màn Sơn Nhi nhé. Số điện thoại 0989266772 hoặc 0989655772. Đây là cái mẫu bọc ghế bên em, khăn trải bàn bên em. Rèm Màn Sơn Nhi nhận may trọn gói trong ngành cưới, màn sao, trần sao, các mẫu rèm thả, các mẫu bọc ghế ngồi, ghế dựa, mẫu khăn trải bàn, vân vân. Đặc biệt là Sơn Nhi nhận ship toàn quốc nếu quý khách hàng có nhu cầu ha. Đây cả nhà em xem lại giùm em này, cái thả bên em may đẹp chưa, lung linh chưa, bọc ghế bên em, thả bên em quá đẹp luôn quý vị ạ. Đây, xinh quá cả nhà mình ơi, không chê vào đâu được cả, quá đẹp quá xinh. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0989266772 hoặc 0989655772 nha quý vị. Một mẫu bọc ghế mẫu mới rất là đẹp. Hôm nay em lên cho khách combo với tông màu xanh. Quá đẹp luôn quý vị ạ. Không thể chê vào đâu được ạ.